Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp năm mới và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác về thăm và chúc Tết tại tỉnh Hưng Yên, đồng thời kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo Quân khu 3. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo với Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn công tác về những thành tựu kinh tế xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh trong năm 2021 và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang đối với tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để xây dựng phát triển công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng chí mong muốn thời gian tới, trên chặng đường phát triển của Hưng Yên sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng vũ trang các cấp để thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh Hưng Yên trong những năm gần đây và nhất là trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thông tin một số nét cơ bản về tình hình quân đội, sự tham gia của các lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của quân và dân Hưng Yên trong công tác phòng chống dịch, nhất là công tác an sinh xã hội. Tại buổi lễ tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động khó khăn của tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn công tác về thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh Hưng Yên trong năm 2021. Trong đó nhấn mạnh Hưng Yên đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định một số chính sách cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Bộ trưởng Phan Văn Giang vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Hưng Yên và các tổ chức công đoàn, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chăm lo cho công nhân lao động, các đối tượng chính sách và mọi người dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong cái giai đoạn dịch dã này mà chúng ta vẫn vượt lên được, chỉ tiêu được tăng trưởng, đứng thứ 10 trên 63 tỉnh, thành phố là một con số rất đáng trân trọng. Tôi cũng xin mang theo cái ý kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, ý kiến của đồng chí Bí thư tỉnh ủy về cái việc khắc phục cái đại dịch COVID này, để phát biểu trong chính phủ, để cho các tỉnh bạn, để chúng ta cũng là một cái cách để nhân rộng ra những cái mô hình hay, những cái cách làm phù hợp, những cách làm hiệu quả, kịp thời. Tôi cũng rất mong các doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công nhân lao động, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng 750 suất quà, Quân khu 3 tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động khó khăn của tỉnh Hưng Yên. Cũng trong chương trình công tác, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Hưng Yên, Đoàn đặc nhiệm chống ma túy miền Bắc thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đại tướng đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa các lực lượng để đảm bảo tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục hiệp đồng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình tượng lực lượng vũ trang Hưng Yên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương để nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, với trọng tâm là công tác kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo các điều kiện để nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng và dân tộc ta, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người cùng toàn Đảng khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước.